Ây da, chiều nay sẽ làm cái lẩu dê. Mời cô chú anh chị ăn cùng anh em mình nhé. Chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay anh em mình làm cái lẩu dê ăn các bạn ơi. Đây. Thì lẩu dê mình ăn gồm có rau này nè. Với hẹ nè các bạn, đó. Cái này là chưa rửa. Đây. Còn thịt dê mình làm sẵn hết rồi các bạn. Đấy. Cái này là thịt. Còn cái này là cái xương nha các bạn. Đó. Ủa cái giò là cái chân cái chứ nè, là mình sẽ nấu nước, vừa nấu nước ngọt mà vừa cạp cho nó ngon các bạn. Đó nè, cái trò cái chân ở dưới nó các bạn, cái này có găng 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 rồi nè, nó có chất gì đó làm cho mịn cho mặt lắm nha các bạn. Đấy, găng găng của nó đó các bạn. Đây, mình sẽ làm cái lẩu dê. Mời cô chú anh chị và các bạn ăn cùng anh em mình. Cái giò này ăn đã lắm nha các bạn. Đây, dê đem về là được anh em mình rửa sạch sẽ nha các bạn. Mình sẽ chần qua gừng nè, rồi xả nè, rồi rượu cho nó là hết mùi các bạn. Cái kiểu giống như mình làm sườn vậy đó các bạn, mình ngâm cho nó ra cái nước máu cái là nó hết hôi mùi dê thôi à các bạn à. Đây, rồi bây giờ là mình đã ướp đồ này hết trơn rồi, rồi bắt đầu mình đem lên mình nấu cho nó thấm vô các bạn. Còn cái củ khoai này nè thì các bạn thích ăn sao thì các bạn làm vậy, còn mình là mình thích nấu cho nó cái củ khoai môn này nè các bạn, nó sẽ nhừ ra nó thơm đó. Thì bây giờ hiện giờ là mình đang nấu cái chân giò này nè, cái giò của con dê này nè các bạn, vừa là nước ngọt mà vừa là cho nó mềm trước nha các bạn. Đó. Còn cái này là mình chỉ xào sơ qua cho nó thấm chút rồi có nước này nè, mình sẽ nước ngọt này mình sẽ đổ qua mình nấu luôn nha các bạn. Đó. Mình nấu dê nha các bạn. Đây. Cái lẩu dê nha các bạn. Lẩu dê cho mình nó dê được coi. Lẩu dê này nha các bạn, vớt cái lẩu dê, rau này các bạn, bánh mì nè, mì gói, mì ôm, mì dắt, lẩu dê đã không. Rồi, chào các bạn của mình. Chào các bạn. Chào các bạn nha các bạn. Mời các bạn lẩu các bạn. Chào các bạn. Đó. Mở cái hộp ra cho lửa mình đi chút. Mày à. Đậu bên đó nó mới sồi nó đem qua đây mà. Mày à. Được rồi. Ở đây tao để cho nó mày đây. Mày nha các bạn.
xương. Rồi, sao rồi, có nghĩa là hay qua mà. Quá nhiều phù lãng luôn như này. Đây. Mở ba cục này con nghe các bạn. Bỏ miếng hẹ nha các bạn.
Ngon chưa? Quá sang. Đây, mời các bạn cục này đó các bạn. Mịn, ngon thật là. Ăn đi mấy. Ăn hết cái gì chắc mấy không? Mày bằng miếng cụ nha các bạn. Thank you.